Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Tấn công xào huyệt Pol Pot ở Pailin, mũi tiến công hiểm hóc, tội ác man dợ phải bị trừng trị. Đạn pháo nổ chát chúa, ná thẳng vào xào huyệt địch ở Pailin, khói lửa ngút trời, các gọng kim siết chặt lấy kẻ thù bằng những mũi tiến công hiểm hóc, chúng không thể chống cự. Tết cũng đánh. 5 giờ sáng mùng 1 Tết Kỷ Mùi 1979 trên chiến trường Ca, đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng gọi giật giọng của anh Độ. Dậy đi, xuống đại đội chuẩn bị tác chiến. Mở mắt ra mà thấy cay xè, chưa hiểu mình đang ở đâu, rồi bỗng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua, nhớ cảm giác cháy khô cổ họng. Nhớ hình ảnh đồng đội nằm ngổn ngang trên mặt đất dọc đội hình hành quân, nhớ nồi nước bẩn được pha thêm một hộp sữa để đánh lửa đôi mắt. Và nhớ hôm nay là mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm mới, nỗi nhớ nhà chợt ùa về thật rõ. Nhớ hình bóng của cha với đôi giày gỗ giã, giò thật điệu nghệ, nhớ dáng mẹ gầy gò, lưng còng đang rửa lá bánh chưng. Nhớ tiếng pháo bình đà đi đùng đêm giao thừa, nhớ anh, nhớ chị, nhớ mấy đứa em. Bóng hình ai cũng chập chờn nhảy múa trong đầu, như đang hòa vào từng giọt nước vậy. Phải dục đến lần thứ hai, mấy thằng vô tuyến mới chịu dậy, người đau như dần, hai bắp đùi tê dại, chẳng còn cảm giác Tết nữa. Thực tế, đây rồi, chuẩn bị đánh nhau với quân Khmer Đỏ. Vậy là cuộn võng nhét vào ba lô và khoác máy chạy u xuống đại đội. Địch không thể chống cự. Đến giờ G, 5 giờ 30, tiếng đề pa pháo nổ lẹt đẹt phía sau lưng, rồi tiếp đó là những tiếng rít của những viên đạn bay trên đầu như tiếng đàn ông vỡ tổ. Cuối cùng là những tiếng nổ oam liên hồi phía trước. Các trận pháo của ta từ phía sau đồng loạt tiến lên. Hàng ngàn viên đạn nổ chát chúa bắn thẳng vào xào huyệt của địch tại Pailin, khói lửa ngút trời. Tiếng nổ của đạn pháo vừa dứt cũng là lúc tiếng đạn bộ binh gian lên tứ phía, cứ bùng bình tăng tăng cóc oành khắp nơi, nghe như tiếng chống trận. Cả ngày 30 và đêm giao thừa, đội hình sư đoàn 5 với hàng vạn con người chịu bao san lao vất vả, lặng lẽ xuyên qua những cánh rừng khô cháy, để rồi bây giờ tạo thành những gọng kìm siết chặt lấy kẻ thù bằng những mũi tiến công hiểm hóc, khiến chúng không thể chống cự. Chúng tôi tiến lên, dựa vào những bờ suối để tiến. Khẩu đội đại liên giá súng ngay gốc cây ven suối, một nửa người xạ thủ ngâm dưới nước, cứ thế nhả đạn khủng khủng. Bọn lính Pol Pot phản kích dữ dội, thỉnh thoảng lại thấy một viên đạn cối nổ oam oam phía sau, tiếng đạn nhọn xuyên vào những thân trẻ canh cạch quanh tôi. Bọn tôi đi dưới nước, dầm mình trong nước quần nhau với địch, dòng nước trong vắt lạnh toát chảy dọc sách, quấn lấy những bước chân của lính. Giữa lúc đạn nổ liên hồi ấy mà tôi chẳng nghĩ đến cái chết, lại nghĩ về một chuyện chẳng liên quan đến trận đánh, nghĩ rằng sự đời kỳ lạ thật, cả ngày hôm qua khát cháy họng, khát điên đảo, khát đến tê dại thì không có nước. Đến tận 11 giờ đêm mới tìm thấy nước, mà lại là thứ nước toàn bùn lẫn với phần trâu bò, khai nồng khai nặc. Phía tiểu đoàn 4 còn uống nước ở cái vũng có nguyên một xác trâu chết nổi trương phành thối hoặc. Vậy mà hôm nay cứ ngược xuôi trong dòng nước trong vắt mà đánh nhau. Nước đấy uống đi, bao nhiêu uống bao nhiêu thì uống, múc đổ bình tông bao nhiêu chẳng được. Rồi tiếng súng im dần, định bỏ chạy về bên kia biên giới. Chúng đốt hết kho tàng trong căn cứ, cháy lửa cháy lan sang các cánh rừng dọc lộ 57 nơi chúng tôi tập kết. Khói bụi mù mịt, tiếng nổ của những kho đạn bị cháy nghe như tiếng pháo Tết đêm giao thừa. Lúc trèo lên xe, trở lại Sisophone do ngạt khói, đang đứng chen chân giữa đồng đội, người tôi bỗng mềm nhũn rồi tụt xuống chân mọi người. Tôi nghe thấy nhí nhéo tiếng gọi đâu đây, đồng đội đã cùng khiêng bốc tôi lên để tôi dần tỉnh lại trên chiếc xe lấm đầy bụi đỏ. Chiến trường Ca khốc liệt là như thế đó. Tiếp theo là câu chuyện trên chiến trường Ca năm xưa, câu chuyện về việc lật mặt những tên lính Khmer Đỏ xảo quyệt. Trong tay tôi cầm khẩu AK đầy đạn nhưng không dám bắn, bởi chỉ có một băng duy nhất, nó chỉ dành cho những giờ phút sinh tử. Bỗng một trái M79 địch câu trúng thủng xe. Một đơn vị bạn bị lính Khmer Đỏ bao vây chặt. Đầu tháng 3 năm 1979, tiểu đoàn 4 chúng tôi trên chiến trường Ca đang phòng ngự ven thị xã Kampong Chhanang, được lệnh hành quân vào ga Romia, một ga thép nằm bìa rừng vùng núi Aora. Ở đó, trung đoàn 2
Thiếu cùng một số đơn vị pháo binh trung đoàn 42 sư đoàn 9 đang bị Khmer Đỏ bu bám bao vây chặt. Địch chặn đánh cắt đường 27, đạn dược hậu cần không thể tiếp tế vào được. Tử sĩ không chuyển ra được. Đoàn xe sư đoàn được các đại đội bộ binh hộ tống chuyển bánh, rời khỏi đường dừa ngoại vi thị xã dăm cây số đá đụng địch. Bóng thủy lính Pol Pot áo đen thấp thoáng ẩn hiện sau những đụn khói đốt đồng. Địch bám theo đoàn xe tiếp vận, nổ súng dữ dội. Chỗ nào có tiếng động cơ gì gì là chúng chút đạn vào nơi đó. Cũng may chỉ phần lớn là đạn nhọn, hỏa lực địch rất yếu. Thấy địch bầu đánh sát, anh Sơn tiểu đoàn trưởng, anh Huỳnh Ngọc Sơn sau này là thượng tướng, nguyên phó chủ tịch quốc hội, hạ lệnh cho đại đội 4 hỏa lực giá cối 82 ly. Đến lúc này mới biết chỉ còn một khẩu đội cối đang hành quân bám sát đội hình, khẩu đội cối thứ hai không biết lạc đi đằng nào. Thông tin tiểu đoàn gọi xuống, các đại đội bộ binh đều trả lời không thấy. Truyền đạt chạy tới chạy lui, chạy sang cả các đại đội đang bảo vệ sườn kiểm tra thông tin cũng bạt vô âm tính. Anh Ninh chỉ huy phó đại đội 4 lúc này đã bắt đầu mất bình tĩnh, tiếng anh Sơn tức tối quát tháo âm ầm. Hai trung đội trinh sát, vận tải, quay lại đường cũ tìm bao được khẩu cối. Mất cối, tao cho tất cả chúng bay đi tù. Anh Quý trung đội trưởng trinh sát, Bình Vàng trung đội trưởng vận tải, vội thúc quân mình hộc tốc quay lại. Khối tiểu đoàn bộ cùng bộ phận tham mưu tác chiến trung đoàn bây giờ phải tự bảo vệ mình. Hai trung đội trở lui theo lộ bày khoảng vài trăm mét mới gặp khẩu cối đang nằm rênh rang gồng gánh hành quân như đi chợ. Bình Vàng vừa mừng vừa tức tối, chửi: sư nhà các ông không bám đội hình, định tụt lại xin thuốc dê đi cả, đằng sau làm đếch gì con ai. Tụi lính khẩu đội cối vẫn vô tư cười, chỉ lại phía sau, cách khoảng trường gần 200 mét qua làn khói dày, một bộ phận đơn vị nào đó đang bám sát theo khẩu đội như đi hộ tống. Không rõ lính đại đội nào, quan sát kỹ thấy cũng quân phục màu xanh, lại thêm cả mấy người đội mũ cối nghênh nghênh. 2. Địch hiện nguyên hình. Anh Quý nói nhanh: đoạn hậu chống bốc rồi, đại đội 3 chặn hậu đã vận động lên bảo vệ sườn trái đoàn xe từ lâu rồi, không còn đại đội bộ binh nào phía sau đâu. Đơn vị nào đi sau nhỉ? Quân cối lúc đó mới bắt đầu hoảng sợ. Bình Vàng thúc sườn, kèm khẩu đội cối vượt nhanh, lên nhập với đội hình tiểu đoàn bộ. Trung đội trinh sát đi đoàn hậu, hành quân chậm rãi, nhiều khi đứng lại trên sườn có ý như chờ. Toán quân lạ bám theo phía sau, thấy quân trước đi nhanh, họ cũng đi nhanh, thấy dừng nghỉ, chúng cũng dừng lại nghỉ, nhưng vẫn luôn luôn giữ khoảng cách tầm 100 mét. Anh Quý quyết định cho lính bắn thăm dò, anh thét lớn: Miên! Rồi nổ súng. Mấy loạt AK nổ theo gian gian, quét sạt đầu những kẻ đeo bám. Ngay tức khắc, đoàn quân lạ giạt sang hai bên ruộng thấp, nổ súng tới tấp vào đội hình chúng tôi. Địch đã hiện nguyên hình. Đạn đại liên Mỹ nổ đoang đoác, lẹt xẹt cày tung bụi mù trên mặt đất. Thấy tôi chạy vượt lên, né đạn nhọn trước đầu chiếc xe gieo đang chạy chậm, anh kỳ quát: tránh xa mấy cái xe ra, muốn ăn B41 à? Tôi lại tạt xuống, lùi thủi đi khom trong lòng cái mương cạn, nhấp nháp, bươn dọc theo con lộ. Tiểu đội truyền đạt bảo vệ chỉ huy sở đã phát hiện địch sau mấy chòm thốt nốt sát lộ, bắt đầu nổ súng đen đẹt ngay bên cạnh. Trái M72 của một anh trợ lý trung đoàn vụt bay đò lư nổ rầm, hú hỏa trên mé bụi cây trồi. Hai cuộn dây hữu tuyến đã chất lên thùng xe, trong tay tôi cũng đang cầm khẩu AK đầy nhóc đạn, nhưng tôi không dám bắn, bởi khẩu súng chỉ có một băng duy nhất. Băng đạn này chỉ dành cho những giờ phút sinh tử, giờ thì chưa phải lúc. Một trái M79 địch câu trúng thùng xe chở ba lô đồ đạc của tiểu đoàn bộ. Thùng chiếc xe âm ỉ cháy ngún, nhưng chúng tôi lại chẳng có thời gian dập lửa bởi đang phải căng ra chống địch tiếp cận. Anh Mão trợ lý tác chiến vẫy tay ra hiệu cho xe cứ chạy, thùng xe tỏa khói mịt mù. Nghe súng phía sau nổ sát, các đại đội bộ binh đi trước vòng trở lại, can rộng sang hai bên, đẩy địch lùi ra lấy đường tiến. Súng ngớt, địch giãn xa trên các quãng đồng trống, tiểu đoàn chúng tôi lại nhảy lên xe tranh thủ cướp đường chạy tiếp. Vừa đi vừa đánh, đoạn đường 28 km phải mất cả buổi chiều mới vào gần tới nơi. Đã nhìn thấy tháp nước nhà ga nhô lên trên rặng cây phía xa. Cái tháp méo xiên đi trong hơi nóng bốc lên từ các đám cháy. Từ một vòng suối cạn, đại đội 11 tiểu đoàn 6 nhô lên đón đoàn quân tiếp viện. Một tiếng kêu thất thanh, nhưng quen giọng gọi đúng tên tôi. Ôi, thằng Hiệp, thằng bạn hè phố cùng lớp cùng trường.
Chúng tôi chẳng thể hình dung hoàn cảnh gặp gỡ nhau nó khốc liệt như thế này. 6 tháng trước, chúng tôi còn đang là lũ học trò với đủ mộng mơ lẫn hồi hộp, chờ đón mùa thi trong sắc phượng đỏ cuối mùa. Giờ đây đã trở thành những người lính dạn dày trận mạc. Chúng tôi vui sướng ôm nhau trong không gian đẫm mùi tử khí tỏa ra từ 2 chiếc xe, từ cái sân trường tiểu học nơi xếp hàng các thi hài tử sĩ anh em ta chưa mang ra ngoài được. Đêm hôm đó, tôi giải dây xuống đại đội 4 hỏa lực của tiểu đoàn được bố trí cạnh pháo đội trung đoàn 42. Trước khi chúng tôi vào giải vây, quân Khmer Đỏ đánh sát ván tới tận chân hầm pháo. Pháo thủ phải đánh nhau như bộ binh, 4 khẩu đại bác 105 toàn bộ đều chúc nòng bắn thẳng vì địch vào quá gần. Biết tiểu đoàn tôi vào thẳng, thằng Bình bạn cùng trường cũ từ trận địa phòng ngự đại đội 12 chạy sang thăm. Tôi nhờ anh Ninh canh máy ra nằm trên con đường dừa hai thằng tâm sự. Từ khi sang đây đến giờ tôi mới gặp nó. Đang chuyện sở chừng, địch lại rộ lên đánh rát ban đêm, những trái M79 nổ rầm rầm bóc thủng mái tôn nhà trục đội. Anh Vịnh Bẩn bê trưởng thông tin dính mảnh kêu ôi ôi, hai thằng tôi mất hứng, 5 người im lặng nhìn lên mặt trăng. Đạn đại liên địch sổ mỗi lúc một say, đoàng đoác đi thấp mát lạnh ra bụng. Bình sốt ruột tạm biệt tôi, lom khom chạy về vị trí đại đội. Tôi về đại đội 4, đóng cọc, mắc mùng trên ruộng khô, trải ni lon nằm cạnh anh Ninh. Đạn địch điếc tai, át cả tiếng chuông máy bay Mỹ kêu cồng cọc. Lính thê đội 2 ngày mai tấn công, được nằm giữa nên không phải gác. Không có cây mắc võng, lính sang mùng trắng ruộng. Dưới ánh trăng trung tuần tháng 2, những chiếc mùng xô trắng tinh lớp lớp trông ghê như vải liệm. Một thằng đi tìm đồng hương về ngủ muộn, lấy trái lựu chày Trung Quốc đóng cọc mùng. Đất cứng, trái lựu chày phát nổ trên tay nó. Quân y vận tải chửi bới gọi nhau om sòm, may chỗ nó nằm xa chỗ chúng tôi. Đêm ấy, mặt trăng rằm trên chiến trường ca sáng trắng rọi thẳng vào mặt. Tôi phải lấy cái quần đùi trong ba lô che ánh trăng rọi trên đỉnh mùng cho tối đi, mãi mới ngủ được. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.